Sau đây là phần chánh văn. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình phải giữ tâm mình cho ngay. Điên đây vinh lình phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Thấy đời lòng già tay tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Chú thích: nhân nghĩa, hai điều trong ngũ thường. Nghĩa là làm các việc phải, có ích lợi cho mọi người và đúng theo con đường đạo lý. Nhân là lòng hiếu đạo, hay thương người mến vật. Ngài Mạnh Tử có nói: nhân nhân tâm giả, nghĩa nhân lộ giả, xả kỳ lộ như phất do, phóng kỳ tâm nhi, bất tư cầu ai tai. Nghĩa là nhân là lương tâm của người, nghĩa là con đường bằng phẳng và rộng lớn của con người. Thế mà người đời vì lòng tư lợi nỡ rời xa đường nghĩa, vì lòng tư dục đành bỏ mất lương tâm, thật đáng thương thay. Đức giáo chủ cũng từng thống trách hạng người bỏ nghĩa bỏ nhân: giàu sang lắm kẻ vô nghị, ý mình trên bực cái gì nghĩa nhân. Cho nên Ngài từng kêu gọi: bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Chớ móc chớ moi, không nên thổi lông tầm vít, soi xỉa tìm tòi chuyện quấy của người khác. Cổ nhân từng bảo: các nhân tự tạo môn tiền tuyết, bất quản tha nhân óc thượng sương. Nghĩa là mỗi người tự quét tuyết ngoài thềm, chớ bận nhà người sương phủ nóc. Ý cũng đồng dạy: nên thấy lỗi của mình để cải sửa, chứ nên moi móc chuyện sái quấy của thiên hạ. Treo gương thiện, ghi nhớ những gương hạnh tốt lành để học đòi theo. Đức Thầy đã nhắc nhở tín đồ noi theo những gương thiện, xin đơn cử một số: xả thân bố thí như Cấp Cô Độc, hiếu thảo như Mục Liên, Mạnh Tông, hiền đức và thương nhân như Nghiêu Thuấn, trung hiếu vẹn toàn như Nguyễn Trung Trực, Nhạc Phi, hy sinh tầm đạo giải thoát như Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và Ngài cũng hằng dạy: đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu dình theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chi,
nhưng mẹ hiền dâu thảo rồi truyền. Bá gia là trăm nhà, ý chỉ chung cho tất cả mọi người. Sau đây là phần lược giải từ câu 867 tới câu 878. Đức giáo chủ kêu gọi chúng dân ráng làm lành lánh dữ, vì tiền bạc để mất nghĩa nhân. Bởi nhân nghĩa là then chốt của đạo làm người, nếu để mất đi thì làm người chưa hẳn được, mong gì đạt đến quả vị Phật tiên. Còn những kẻ hung dữ thì Ngài khuyên từ đây nên hối cải tu thân, bởi mọi hành vi thiện ác đều được thần thánh xét đoán phân minh. Nhân gian tư ngữ thiên văn như lôi, ám thất khuy tâm thần mục như điển. Lời nói riêng của nhân gian trời nghe như sấm nổ, lòng tính quấy trong nhà kính, mắt thần xem như điện chớp. Đã tu hành thì không nên ngồi lê đôi mắt, soi xỉa chuyện sai trái của người khác, mà nên noi theo những gương tốt lành từ xưa để lại, hầu tu thân xử kỹ đúng theo nguy tắc của đạo. Miễn sao thân tâm mình được ngay thẳng tốt lành, còn những tiếng thị phi thương ghét của người đời chẳng nên bận tâm vô ích. Phần Đức Thầy, vì có sắc lệnh của Đức A-di-đà và Đức Phật Tổ, lúc nào Ngài cũng theo sát bên Đức Phật Thầy để cứu độ vạn dân. Thế mà có số người không nhận được, mãi lo khinh khi, cười nhạo